Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai luật đất đai năm 2024 cho thành viên hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật các huyện, thành phố, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 9 điểm cầu các huyện, thành phố và 177 điểm cầu cấp xã trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các thành viên hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã đã được nghe trình bày những điểm mới của luật đất đai năm 2024. Theo đó, luật đất đai năm 2024 đã được Quốc hội khóa 15 thông qua vào ngày 18 tháng 1 năm 2024 tại kỳ họp bất thường lần thứ 5. So với luật đất đai năm 2013, luật đất đai năm 2024 gồm 16 chương và 260 điều với nhiều điểm mới quan trọng đã thể chế hóa theo đúng tinh thần nghị quyết số 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện, đồng bộ chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng đất. Luật đất đai năm 2024 cũng đã giải quyết nhiều vấn đề vướng mắc tồn tại từ thực tiễn công tác quản lý, sử dụng đất, đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích của nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư, thúc đẩy thương mại hóa quyền sử dụng đất, phát triển thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh, qua đó để nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, bền vững, hiệu quả nhất. Với những nội dung cơ bản của luật đất đai năm 2024 được triển khai tại hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung tuyên truyền tại cấp cơ sở mình để tổ chức và cá nhân nắm rõ và thực hiện luật đất đai năm 2024 tại địa phương đơn vị trong thời gian tới.